Tôi không giỏi giao tiếp, nhưng lại rất thành thạo việc này. Nhiệm vụ của anh là điều tra xem chúng biết gì, nhưng giờ sẽ rất khó vì anh giết hết bọn chúng rồi. Dưới vẻ ngoài đáng sợ đó thì chú là một người tốt. Ông chú điệp viên của tôi khởi chiếu vào 9 giờ tối chủ nhật tuần sau trên kênh Wonder TV.